quay đấy. Anh vào ngồi thì nhân khác không gì. Rồng thưa ra rồi. Cái này là thưa rồi, bên kia dày thôi. Rồng này sao nó được? Bên kia nó dày đây nhỉ. Em vẫn đang 2-4 năm đấy rồi. Anh ơi, anh sợ anh phải đào đất nó sâu sâu thế chứ anh làm thì nó chênh vênh nó không đổ đấy. Đổ ra mình không không, cái này nó dễ, nó ăn nhiều thì anh phải trồng sâu nó xuống. Em chuyển sang chưa đấy. Anh hai cây bên này trồng 4 cây thôi. Không, phải trồng 5 cây. Mày có 4 phút thôi, anh làm nào thì làm nhé. Dưới nữa. Này anh này. Này có cây này. Anh đếm xem còn bao nhiêu cây nữa. Bao nhiêu cây nữa. 2 cây nữa này. Bảo là sáng nắng chói chang luôn. Còn chưa? Nhỏ tít nữa. Một cây chưa? Thiếu cây nào nữa em lấy nhổ ra thêm. Bên này dày á. Cây nhỏ tí nữa. Sống không? Không sống đâu. Hả? Không sống đâu. Không sống á? Ừ. Đây, đây ta. Ừ? Nè, cái thằng này thì dày quá. Ủa chưa? Nữa không? Một cây. Được rồi. Tôi tính toán. Thôi, không nói tôi đâu. Bằng biết anh cũng rời. Thôi.
À, đứng lên thì ấy để em cầm vòi em tưới lại, cầm quay. Muốn làm gì em làm. Tôi đây. Tôi tưới luôn vào điện thoại nhé. Đấy. Anh xem video của anh đủ phút chưa? Mấy cây của anh trồng sao nó cứ không đứng cây đó. Em ơi. Đúng nào? Đây. Đẹp mà.